Hello. xin chào anh chị và các bạn hôm nay rất vui lại được gặp cả nhà trong bài video review về thị trường của Finasac và mình là châu phạm à, chúng ta hôm nay thì chắc là mọi người đang xem bóng đá rồi đúng không ạ và cũng xin chúc đội tuyển việt nam chúng ta sẽ có nhiều thành công cũng như là mình cũng rất ủng hộ đấy À, nhưng mà chúng ta cũng có một à, thị trường khác chúng ta cũng một mối, mối lo khác và sẽ đến vào ngày mai do vậy là mỗi lúc nữa anh chị xem đá xong nhớ comment ủng hộ cho cho Châu về nhé ok à, chúng ta sẽ cùng xem qua một tí về diễn biến của thị trường vì sao phim ngày hôm nay và bài review ngày hôm nay lại quan trọng đến như vậy thì cũng có nhiều lý do lắm nhưng mà lý do mà mình chia sẻ thật sự là ngày mai sẽ là một ngày đá hạn phái sinh và cái phiên đánh bạc đại sinh lần này ấy, nó khá thú vị ở chỗ là chúng ta không xác định được cái xu hướng giá chúng ta không biết được là vận động của chỉ số nó sẽ như thế nào trong trong phiên dịch ngày mai đâu à, thứ hai là chúng ta có liên quan đến một thông tin về phép à, về cái việc mà nâng hay là hạ lãi suất hay là giữ nguyên lãi suất cho à, thời, thời gian đến thì nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường rất là lớn thì cái thông tin về lãi suất nó cũng khá là đơn giản thôi ví dụ như lãi suất mà tăng à, thì chắc chắn một điều là thị trường sẽ bị điều chỉnh Còn nếu một trường hợp mà lãi suất mà hạ Ví dụ như là năm 2020 đi Thì thị trường sẽ tăng Và cái cái đà tăng rất là mạnh Đó Thì bây giờ là chúng ta hãy xem lại là Với cái vận động của thị trường hiện tại Là bây giờ chúng ta phải có phải chấp nhận Cái việc là lãi suất sẽ tăng hay không Thì đây là điều mà chúng ta sẽ cùng kỳ vọng nhá. À, đầu tiên mình sẽ review một tí Về một cái diễn biến cũng quan trọng khác Và mình lấy luôn cái cái hình ảnh này làm cái tựa đề cho nội dung của ngày hôm nay À, đó là cái đường cong lãi suất dựa trên cái lãi suất của của trái phiếu chính phủ à, vì sao nó lại quan trọng đến như vậy thì một lúc nữa chúng mình sẽ cùng chia sẻ với cả nhà trong cái phần 2 của cái bài video này đó là sự quan trọng của đường cong lãi suất và nó sẽ xác định được cái chu kỳ của chúng ta hiện tại có phải là một cái chu kỳ mang tính là rủi ro và chuẩn bị sập gãy hay chưa hay là đây là một chu kỳ mới để để cho thị trường tăng trưởng đi lên và qua đó thì mình sẽ xác định được là dòng tiền lớn họ đang chuẩn bị cho điều gì và chúng ta sẽ xác định được chiến lược giao dịch cho phiên dịch ngày mai. <laughs> ok nhé, thì uh, chúng ta hãy cùng đi qua từ những thứ mà quen thuộc trước, uh, trước khi mà đi đến với những uh, điều mang tính học thuật một tí. Uh, bởi vì sao lại phải học thuật như vậy? Bởi vì là nếu uh, đến thời điểm này thì chúng ta phải cần những thông tin học thuật để mà chúng ta biết được là liệu là thị trường sẽ tăng hay sẽ giảm. Uh, chứ cái dòng tiền này nó cũng chỉ trả lời một số thông tin đơn giản thôi. Uh, ví dụ như phiêu dịch ngày hôm nay đi. À, nếu mà anh chị có theo dõi bài video review của châu trong một thời gian dài ấy, thì cả nhà sẽ thấy là châu luôn kèm cái đường à, kèm cái ô ở đây và sẽ kỳ vọng là giá nó sẽ biến động ở à, sát ở trong cái khu vực này thôi à, không tăng không giảm và kỳ vọng là nó sẽ đi tích lũy đi một cái nền giá ngang trong một thời gian thì lý do vì sao mình có thể xác định chính xác định, à, được như vậy bởi vì là chúng ta phải cùng bóc tách lý do gì để cho thị trường tăng và lý do gì để cho thị trường giảm và sau đó thì chúng ta sẽ biết được là à bao nhiêu phần trăm và chỉ số nó sẽ đi đâu ví dụ như là lý do gì cho, cho thị trường tăng thì thị trường tăng đến thời điểm này ấy, mang tính phục hồi kinh tế là nhiều thì chúng ta có một lý do để cho nó tăng ở à, lý do về cho, cho thị trường giảm liên quan đến covid 19 à, liên quan đến chủng omicron hay là liên quan đến giãn cách xã hội thì đây là lý do cho thị trường giảm và khi mà dòng tiền thận uh, cẩn trọng hơn thì đây là lý do cho thị trường đứng yên. Thì mình sau khi mà chúng ta cùng phân tích bóc tách các yếu tố ra ấy thì chúng ta sẽ thấy là uh, với điều kiện thị trường hiện tại thì giá nó sẽ rơi vào cái vùng này. Đó thì đây là cái khu vực mà mà có thể xác định là đây là cái khu vực mà chúng ta kỳ vọng vào cái khả năng diễn biến của giá là sẽ là mạnh nhất. À, đó đó là một trong những bài toán xác suất mà nếu trường hợp mà chúng ta chỉ có dùng những cái biện pháp bình thường thôi hay là gọi là định 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 theo cảm tính thôi thì sẽ không phân biệt được nhưng mà nếu mà anh chị sử dụng cái hệ thống của phía Sát thì chúng ta sẽ biết được cái xác suất luôn là trong cái khu vực vực này kỳ vọng đào chiều quan trị rủi ro các thứ thì ok mà chúng ta cùng quay lại bài toán này đi đầu tiên mình sẽ chia sẻ về cái phần về thị trường đang có một cái sự nín thở À, vì sao đến thở vì họ đang chờ những thông tin trong cuộc họp fomc đang diễn ra à, vào ngày mai và vào thứ sáu thì mình sẽ có thông tin chính thức là fomc sẽ đưa ra cái quyết sách như thế nào tuy nhiên là anh chị đã thấy một cái màu ở trên thị trường hiện tại là màu lờ nhờ nó không phải là màu đỏ đậm theo kiểu là thị trường điều chỉnh giảm nhưng cũng không phải là cái màu xanh đậm theo kiểu là thị trường tăng mà hầu như ấy, các thị trường hiện tại nó đang ở trong một trạng thái gọi là mang tính là khá là lời nhờ à, tức là cái màu nó không không thể quá là rõ đâu vì sao lại như vậy vì đó là một sự cẩn trọng của dòng tiền họ cũng không dám mua họ cũng không dám bán họ đơn giản là họ quan sát thôi và khi mà quan sát thì một yếu tố đầu tiên mình có thể xác định được ngay đó là thanh khoản không cao nhìn vào điều kiện thị trường hiện tại thì thanh khoản đang đang điều chỉnh đúng không ạ à, với chỉ số vn30 cũng thế thanh khoản đang điều chỉnh À, thậm chí là giữ nền thì thanh khoản nó còn tụt sâu như vậy thì chúng ta thể xác định rõ là thật ra với thanh khoản tụt đấy nó cũng không phải là ý xấu đâu à, bởi vì là khi nào mà giá tăng à, mình có chia sẻ những bài liên quan đến yếu tố phân kỳ rồi khi nào mà giá tăng như thế này mà thanh khoản lại bị tụt à, mà thanh khoản không không đi cùng gọi là thanh khoản tăng thì ok mà sau đó giá tăng mà thanh khoản tụt ấy là có vấn đề nhưng hiện tại ấy, thì không có xu hướng và thanh khoản tù đấy thì tức là thị trường đang cạn cung cạn cung này yếu tố rất tốt. Ví dụ như chúng ta nhìn lại một thời điểm như vậy đi, là thời điểm của tháng tháng 9, anh chị sẽ thấy là với cái thanh khoản phía dưới nó cũng rất là là thấp. Thanh khoản của tháng 9 thật sự thấp. À, và tháng 10 bắt đầu gia tăng trở lại đúng không ạ? Thì đây là cái thời điểm mà rõ ràng là thị trường cũng đang à, cũng đang cạn cung và sau đó là gia tăng. Thì với điều kiện hiện tại thì mình cho rằng là thị trường cũng chưa phải là gặp, gặp phải áp lực bán quá là mạnh đâu, đặc biệt là với chỉ số VN30 và khi mà nhìn lại ấy, thì cũng có thể thấy rõ là cái la bàn tài sản cũng thể rõ về vấn đề là thị trường đang đang rất ủng hộ cho cái kênh gọi là kênh cổ phiếu ở đây thì chúng ta có có cả la bàn dòng vốn đầu tư có nhiều kênh nữa thì bây giờ kênh cổ phiếu này à, có kênh bitcoin kênh đô kênh vàng kênh dầu bitcoin thì sập rồi bitcoin thì hiện nay đang bị điều chỉnh khá là sâu vàng cũng thế và nếu mà chúng ta lo ngại về lạm phát ấy, lo lắng về lạm phát thì thường vàng phải tăng nhưng mà như vậy thì chúng ta thật sự là có đang lo lắng về lạm phát hay không khi mà hầu như mình nhìn lại thì thấy vàng này à, vàng giảm rồi thì bitcoin cũng giảm và nhìn vào yếu tố thì điều, điều kiện của điều kiện của thị trường toàn cầu ấy, thì có thể thấy là à, cái chỉ số của Dow Jones ấy, chỉ số chứng khoán ấy, lại tăng không phải là giảm nó chứng khoán lại tăng với các thị trường của chúng ta thì hiện nay là với cái chỉ số VN-Index đã đã qua lại cái vùng tăng trưởng rồi, cái đường gọi là cái đường trung bình ấy, đường về cái đà tăng ấy, thì bây giờ xu hướng giảm này, xu hướng tăng này, thì vn index hiện nay đang ở trong cái vùng xu hướng tăng. Đây yếu tố thứ nhất, yếu tố thứ hai là với chỉ số của vn30, chỉ số vn30 một m thì đang bị điều chỉnh kéo xuống, thì đây là điều rất là dễ giải thích đúng không ạ? Khi mà ngày mai là một phiên giao dịch mang mang tính đáo hạn và thứ hai nữa là bây giờ cái dòng tiền vào trụ thì cũng rất là lo ngại là không biết là vào trụ thì sau đó quyết sách của Fed sẽ như thế nào thì nó sẽ khiến cho việc cái dòng tiền vào trụ họ đang đợi thêm một vài ngày nữa nếu mà thông tin ổn rồi thì họ chắc chắn họ sẽ vào còn bây giờ là dòng tiền vẫn đang tập trung vào đầu cơ là nhiều À, đó, thì với cái việc mà chỉ cần nhìn vào la bàn dòng vốn đầu tư và bản đồ dòng vốn có thể thấy rõ là thực ra là đây không phải là thông tin xấu, à, đây không phải là thông tin mà khiến cho chúng ta cần phải bán hay là cần phải rút vốn ra khỏi thị trường đâu, mà nó đơn giản là thị trường đang đang chờ đợi xem điều gì sẽ diễn ra và điều tiết lại cái à, cái lượng tiền cũng như là cái kỳ vọng của thị trường trong thời gian đến và đặc biệt là trong năm 2020. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn lại đúng cái vấn đề mà chúng ta đặt câu hỏi từ đầu đó là thị trường đang đến đến thở chờ thông tin từ fed thì hôm nay mình có bóc tách lại ấy, thì cái thông tin mà cái bài survey của cnbc đưa ra ấy, thì cái lý do chính mà gây ra là yếu tố lạm phát uh, nó không phải là lý do là vì đang đang gọi là dùng chính sách tài khoá nhiều hay là dùng chính sách về uh, tiền tệ nhiều tức là không uh, không phải bơm tiền quá nhiều đâu mà nó liên quan đến cái phần là cái chuỗi cung ứng ấy, chuỗi cung ứng Uh, bị bị gọi là nút thắt cổ chai hay là bị thiếu hụt đấy là 45% liên liên quan đến lạm phát đó còn cái lý do thật sự mà để cho bơm tiền hay là bên hạ lãi suất thì nó cũng là một yếu tố cũng vừa phải cũng không cũng là yếu tố quan trọng đấy không phải không đâu nhưng mà không phải là gì so với cái việc mà thiếu hụt cái uh, cái nguồn cung nguồn cung cung ứng nói cách khác là gì ở trong hai năm qua uh, với trong hai năm trở lại đây này thì với cái việc mà giãn cách xã hội trên diện rộng trên toàn cầu ấy nó đã khiến cho giá cả tăng đột biến bởi vì là bị thiếu nguồn cung à, và cái nhu cầu thì vẫn là như vậy chứ cũng không phải là vì là dùng quá nhiều cái chính sách về tiền tệ hay là dùng quá nhiều chính sách về về tài khoá do vậy thì mình cho rằng là thị trường thật sự đang đang chưa phải là quá đáng đáng ngại về việc là là lạm phát và lãi suất đâu thứ hai là có một thông tin quan trọng hơn đó là cái thị trường với thị trường lao động khi mà chúng ta nhìn vào kinh tế đi thì cái thị trường lao động nó trả lời câu hỏi rất quan trọng là liệu là kinh tế có tăng hay không thì với cái bản mà cái bản mà thiếu hụt của lực lượng lao động ấy thì trong thời điểm của trong ngắn hạn nhé thì nó cao nhưng mà trong dài hạn ấy thì nó ở mức độ vừa phải thực ra là cũng uh, tháng 10 tháng 11 survey tức là cái bản mà mà khảo sát vào tháng 11 đấy thì cái ngắn hạn tăng rất nhiều uh, và nhưng bây giờ thì dài hạn là ít nhưng mà trong cái bản mà của tháng 12 ấy thì ngắn hạn giảm đi rồi nhưng dài hạn lại tăng lên. Thì đây là thông tin xấu không phải thông tin tốt là nó đã khiến cho cái dữ liệu về lạm phát nó tăng lên khá cao. Thì cái kỳ vọng về lạm phát trong tháng 12 lần này với thị trường Mỹ là 0.12% à, với thị trường Việt Nam của chúng ta thì nó cũng rất là thấp đấy, nó thấp à, kỳ vọng là đến khoảng à, tăng mức độ tăng thì cũng khoảng 2 30% so với lại tháng 10 thôi. À, không không quá nhiều. Mà tháng 10 là tháng là CPI thấp rồi. Ờ à, đó thì với cái kỳ vọng của Fed trong lạm phát lúc này ấy, thì đến phải đến tháng 12 năm 2023 tức là sau một năm nữa thì mới ở mức là 1.47 tức là vẫn còn đâu đó cái dư địa tại vì Fed đang kỳ vọng là 2.5 cơ à, mức độ uh, lạm phát mục tiêu thì khoảng 2.5 cơ do vậy là cũng chưa phải là mức độ quá đáng lo ngại và qua đó thì mình có thể kết luận luôn là Fed trong giai đoạn của FOMC trong giai đoạn tiếp theo ấy thì vẫn giữ lãi suất ở mức là 0.25% không thay đổi quá nhiều và do vậy thì vẫn ổn thôi chúng ta vẫn có thể kỳ vọng là cái cái biến động về mặt vĩ mô nó cũng sẽ trả lời câu hỏi ở trong cái vận động của số SPX lần này anh chị để ý là mình cũng hay phân tích về SPX thì trong cái áp lực bán đầu tiên ấy, thì dòng tiền không đáng ngại không lo ngại nhưng mà lực bán thứ hai thì là đáng ngại mà đáng ngại liên quan đến vấn đề gì liên quan đến covid và omicron nhưng bây giờ ấy, sau khi mà giá tăng thì bây giờ áp lực bán của cây đến thứ ba này nó lại đáng ngại lý do vì sao bởi vì là cái dòng tiền họ hiện nay họ không cảm thấy là tự tin nữa à, khi mà giá lên lại vùng đỉnh cũ là họ bán luôn nhưng chúng ta lại chứng kiến một cái nến rút chân ở phía dưới tức là sợ chỉ cần giá chạm vào đúng cái vùng hỗ trợ này là rút chân luôn nói cách khác là hiện nay dòng tiền vẫn đang dòng tiền mới tham gia vào thị trường và do vậy chúng ta không phải quá đáng lo ngại trong giai đoạn này đâu đặc biệt là với chỉ số SPX và nếu mà nhìn như vậy thì yếu tố liên thị trường nó cũng sẽ trả lời rất nhiều câu hỏi là liệu là chúng ta có bị đi đi lệch quá xa so với các thị trường hay không. Thì chúng ta không hề đi lệch mà ví dụ là thị trường bên phía châu Á đi, Trung Quốc đi. Với Trung Quốc thì cũng đang có cái nền rút chân đúng không ạ? Còn với thị trường của chỉ số VN30, à, VN30F đi. À, xin lỗi là VN Index, nhìn qua VN Index một tí thì không phải rút chân một cây đâu mà rút chân khoảng ba cây đến trở lại đây rồi nói chung là không bị sập được cái nền giá phía dưới mà đang xây được cái nền giá rất tốt trong vị tại. thì đây là cái mà chúng ta sẽ kỳ vọng là nếu trường hợp mà cần xây thêm một vài phiên nữa và đặc biệt là qua giai đoạn của tuần sau ấy, à, xin lỗi là hết tuần này ấy, mà bắt đầu qua tuần sau ấy, là khả năng giá tiếp tục tăng thì đó là cái mà nhìn nhận lại yếu tố thị trường thôi thứ nhất là mình không quá đáng, đáng sợ đúng không ạ à, cho thị trường hiện tại thì bây giờ nếu như vậy thì sẽ có một câu hỏi đặt ra là trong hai năm qua, dòng tiền đã bơm lên rất nhiều rồi, chỉ số đã tăng lên rất mạnh rồi. Ví dụ như chỉ số SPX đi. đã tăng đã tăng lên đến SPX đã tăng lên đến khoảng gần hai lần. từ cái vùng mà giảm từ cái vùng mà giảm từ Covid của tháng 4 năm 2020, từ là mức là 2 2002 bây giờ là tăng lên hơn hai lần là 4 sáu Như vậy thì đã đến lúc mà chúng ta phải nói về vấn đề là thị trường cần phải điều chỉnh sâu và rộng diện rộng hay chưa? thì cái câu hỏi này nó cũng khá là thú vị khi mà liên quan đến cái lãi suất mà Fed chuẩn bị điều hành trong năm 2022 thì mình cho rằng là chúng ta cần phải xem lại một cái vấn đề mà mình có trao đổi đầu đầu buổi đấy tức là cái sự quan trọng của đường cong lãi suất mình nói lại cái đường cong lãi suất một tí là mình sẽ so sánh vào giai đoạn của khủng hoảng kinh tế vào năm 2008 nhắc lên 2008 hai anh chị giao dịch một thời gian dài ấy, à, Uh, giao dịch chứng khoán thời gian dài là ai cũng sợ cả, là giai đoạn mà thị trường khủng hoảng rồi lao dốc. Chúng ta hãy cùng nhìn lại giai đoạn của 2008 nhé. Uh, chỉ số VN index và thời điểm của 2008. Ở đây, uh, 2008 đúng không ạ, 2008 nữa đây, giai đoạn thị trường lao dốc đây. Uh, thì lúc này chúng ta đang ngại là liệu là có một cái tình huống diễn biến tương tự hay không, cái giá tăng lên rất mạnh rồi. Thì bây giờ do đó là cứ ngập ngừng ngập ngừng xong rồi sập một cái rất sâu thì có hay không? thì mình xin trả lời luôn là chúng ta cần phải xem lại cái dự báo về đường cong lãi suất. Ở đây là cái lãi suất và trái phiếu này. Đây là mức lãi suất của 1 năm. Và đây là mức lãi suất của 30 năm. Thì khi nào mà chúng ta nghịch đảo vào đường cong ấy, tức là cái lãi suất của 1 năm nó cao hơn so với lãi suất của 30 năm. Thì lúc này là chúng ta có một cái cảnh báo là thị trường đang chuẩn bị bước vào vùng suy thoái, là vùng recession là lao dốc đó thì uh, đây là một cái cái bài toán mà nhãn tiền thôi vì sao lại như vậy nó rất là dễ hiểu ở chỗ ấy. là khi mà cái lãi suất một năm mà chúng ta đi gửi ngân hàng mà lãi suất một năm còn cao hơn lãi suất 30 năm tức là chúng ta kỳ vọng tương lai của 20 năm sẽ rất xấu uh, không không được bằng lãi suất hiện tại bây giờ do vậy là dòng tiền nó cứ phải giao dịch là nó đẩy giá thật cao lên và cùng nó bán sâu thôi thì bây giờ nhìn lại giai đoạn của thị trường hiện tại ấy, là cái tính chu kỳ của thị trường lớn ấy, thì có thể thấy là trong năm trong tháng 5 2019 là bắt đầu có sự cảnh báo là flat đúng không ạ? Flatton tức là cái lãi suất của một năm và lãi suất của 30 năm gần như nhau là 0.2.5 3 chấm thì nó là yếu tố gì? Nó cho thấy một điều là chúng ta sẽ có sự lạm phát xảy ra. À, bởi vì là nó không không có một đường cong mà nó cong vòng như lên như thế này mà nó lại đi ngang như thế này là có lạm phát xảy ra và thực tế là lạm phát có xảy ra không? Có, đã xảy ra rồi. Và xảy ra khi nào? Nó nó trùng với cái thời điểm mà Covid-19 xuất hiện là giai đoạn của năm giai đoạn của năm 2020 và tháng 4. Tức là từ từ đầu đầu năm cho đến khoảng tháng 4 tháng 5 ấy, thị trường sập. Thì ở đây ấy, có nhiều lý do lắm, lý do liên quan đến Covid cũng được. Nhưng lý do về năm 2019, Riêng một năm 2019 là thị trường chạy ngang. Thì do vậy là theo mình đến hiện tại ấy, mình phát hiện ra là có sự trùng hợp là vừa là Covid nhưng lại vừa là à, vừa là yếu tố và suy thoái trên trên yếu tố chu kỳ và nhờ covid mà yếu tố suy thoái này nó diễn ra nhanh và mạnh hơn, tức là rất là mạnh từ cái vùng của một 000 kéo về chỉ số vndex về lại cái vùng của 6540 năm à, nó rất là nhanh ở chỗ là chỉ trong một vài tháng thôi và sau đó là kết thúc luôn chấm dứt tại đây và sau đó là giá tăng lên trở lại thì mình cho rằng là đến thời điểm này là suy thoái cũng đã xảy đã xảy ra rồi và cũng xong rồi và nếu mà chúng ta nhìn lại thì cái thời điểm này này cái lãi suất nếu ví dụ là đây là đường cong nghịch đảo thì chắc chắn là bị suy thoái rồi thì bây giờ cái thời điểm của tháng 10, ngày 10, tháng 12 năm nay ấy, thì cái đường cong nó rất là vồng và rất là đẹp. Đó, thì mặc dù là cái lãi suất 30 năm đang có dấu hiệu là thấp hơn lãi suất của 20 năm. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là ảnh hưởng về một yếu tố lâu dài. Nhưng mình cho rằng là đến thời điểm hiện tại thì thị trường đang chưa phải trong giai đoạn là quá yếu và cảm thấy là quá suy thoái. Và do vậy là mình cũng không cảm thấy đáng lo ngại đâu. Mà đó là với yếu tố của thị trường chung. Và nếu mà nhìn vào yếu tố của thị trường Việt Nam nó còn tốt hơn ở chỗ là gì? Chúng ta đang có một cái đà phục hồi. Đà phục hồi này vẫn còn duy trì từ thời điểm tháng 9 đến bây giờ. À, chắc là chúng ta bắt đầu quên đi những giai đoạn mà bị giãn cách xã hội rồi những giai đoạn mà không thể đi ra đường. Thì bây giờ là thời điểm của tháng 12 ấy, là gần như phục hồi lại mức 100%. Uh, yếu tố di chuyển phục hồi lại mức 100% thì ít nhất là phải có sự phục hồi trở lại. Ví dụ đây đi, thì trong tháng 6 và sau đó phải kéo lên ít nhất là 120%, tức là chúng ta vẫn còn một cái dư địa phục hồi trên này nữa. Đó là với cái uh, yếu tố di chuyển và nó thể hiện qua cái việc mà lưu thông của nền kinh tế. Và thứ hai là việc hỗ trợ của ngân hàng trung ương nhìn qua lãi suất qua đêm của liên ngân hàng ấy, thì lãi suất qua đêm của liên hàng vẫn đang thấp và thậm chí có thể thấp hơn nữa. Điều do vậy là thị trường hiện tại vẫn đang ở trong một trạng thái là đang tích cực và đang khá ổn và nếu mà như vậy thì cái dòng tiền sẽ tập trung vào những nhóm cổ phiếu mang tính trụ khá là cao Mà anh chị để ý lại ví dụ như là nhóm cổ phiếu ngân hàng đi nhóm cổ phiếu bất ngân hàng à, sau một giai đoạn là điều chỉnh đúng không ạ hiện nay hết điều chỉnh rồi đang tạo đáy xong rồi hay là với nhóm cổ phiếu bất động sản hiện nay còn đang là là nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường cơ. Đó là với à, hai nhóm cổ phiếu trụ lớn, ngoài ra các nhóm bán lẻ nữa cũng tương tự như vậy. Thì để mà chúng ta nhìn nhận lại yếu tố thị trường chung ấy thì bên uh, Finansat đã có cái bản đồ dòng vốn. Uh, phân tích luôn là cái dòng tiền vào nhóm ngành như thế nào thì anh chị có thể thấy luôn này. Đó là nếu mà chúng ta nhìn vào đây có thể thấy là các cái cái uh, định hướng uh, moment của cổ thị trường Hay là cái đà của thị trường ấy đều đang là hướng hết về cái cái vùng là hướng tăng. Đây không phải là hướng giảm đúng không ạ à, tất cả các nhóm ngành đều hướng về hướng tăng trong đó là nhóm hàng gia dụng này nhóm ngân hàng nhóm bán lẻ này đều ở trong cái vụ vị thế khá là ổn ngoài ra các nhóm hóa chất này ví dụ dgc chẳng hạn hay là với thực phẩm đồ uống này hay là với hàng gia dụng y tế này đó, bất động sản về xây dựng vật liệu xây dựng à, đó, truyền thông ô tô các thứ đúng đều ok cả nếu mà chúng ta nhìn lại thì một cái bài toán nó khá là thú vị đúng không ạ đó là những cái nhóm ngành hiện nay ấy, đang gần như là kéo về lại cái xu, xu hướng là hướng tăng do vậy là mình một lần nữa mình khẳng định là với cái điều kiện thị trường hiện tại ấy, chưa quá xấu thì chúng ta phải quá lo lắng đâu chỉ có trường hợp là fed phải đưa ra một cái thông tin gì đó thật sự là là mang tính là khiến cho thị trường cần phải điều chỉnh lúc đó nó sẽ là bài toán khác còn bây giờ thì chúng ta vẫn có thể khẳng định là vẫn cảm thấy khá yên tâm với thị trường hiện tại và như vậy thì chúng ta vẫn có thể ưu tiên nắm giữ vị thế cổ phiếu là một này thứ hai là chúng ta có thể quan sát về cái diễn biến của thị trường vệ sinh như thế nào thì đó là cái cái phần thứ ba của cái bài video này và bây giờ chúng ta sẽ đưa ra quan điểm tiếp theo là dòng tiền lớn đang chuẩn bị cho điều gì và chiến lược giao dịch cho ngày mai. thì bây giờ dòng tiền lớn đang chuẩn bị cho điều gì? À, chúng ta hãy cùng nhìn lại về chỉ số của VN30F1M. ở đây thì anh chị có thể xem qua về cái vị thế của AI ngày hôm nay, à, vị thế hợp đồng để qua đêm, nhìn về F1M này và hợp đồng để qua đêm này, có thể thấy một điều là dòng tiền lớn họ đang rất là cẩn trọng. Lý do, lý do vì sao lại như vậy? Chúng ta nhìn lại này. trong một cái giai đoạn dài uh, cái cái thông số về hợp đồng qua đêm bao giờ nó cũng giữ ở mức là 4 mấy nghìn. Xong chưa đến ngày đáo hạn thì nó xuống ít nhất là phải là trên 30 nghìn Nhưng hiện tại ấy, là cái hợp đồng tháng 12 rất yếu, khoảng 36 nghìn và bây giờ đã tụt xuống khoảng 25 nghìn rồi. Và chắc chắn là hôm nay còn tụt nữa. Thì cho do, do do đó ấy, là dòng tiền lớn chưa xuất hiện với F1M. Tức là họ cũng sẽ chưa xuất hiện với VN30. Đó, đó là lý do tại sao mà những cổ phiếu nằm trong VN20 đang có vận động khá là yếu, khá yếu ớt. Nhưng mà đây cũng không phải là không không phải là họ không hành động đâu, đơn giản là họ chưa hành động thôi. Ví dụ như F1M đi, trong trường hợp này mà đi đi nền ngang thì ngày mai chúng ta sẽ phải kỳ vọng một phiên giao dịch biến động khá mạnh trong khu vực này, biến động giật giật lên giật xuống và không hàng xuống cụ thể nhưng sau đó nó sẽ là một cái động thái để chúng ta có thể bắt đầu mở các vị thế giao dịch được rồi à, ví dụ như chỉ số vn30 đi thì mình đấy là trong giai đoạn hiện tại giá đang giữ nền tích lũy nền rất ổn và chúng ta hoàn toàn có cơ sở để mua lên thậm chí là với MACD đi, à, cũng đang bắt đầu là gom lại rồi, phân kỳ phân hóa rất rõ ở đây đi ví dụ như trường hợp là MACD tính từ cái vùng đáy cũ đi thì bây giờ chúng ta đã có thấy là giá bắt đầu là đi ngang lên đúng không ạ do vậy là với à, vận động của thị trường hiện tại thì mình đánh giá là vẫn ổn và do vậy là chúng ta đơn giản là chỉ cần nắm giữ thôi nếu ngày mai mà thị trường mà bị đạp cái sụt hơi sâu ấy, thì chúng ta mình cho rằng là nên bắt đầu mà vị thế mua lên được thì đó là với vn30 cầm mà vị thế mua lên như thế nào thì chúng ta có hai cách một là anh chị vào cái phần bản đồ dòng vốn ấy. bây giờ chúng ta hãy tìm những nhóm cổ phiếu mà ở trong vùng tăng trưởng và dẫn dắt nhé chúng ta nắm rồi uh, giao dịch ở trên này thì mình đang thấy là nhóm hóa chất ok này uh, nhóm bất động sản này nhóm xây dựng này nhóm uh, ô uh, tô linh kiện này, nhóm hàng giao dụng, nhóm uh, ngân hàng, thì uh, bây giờ mình sẽ xem từ nhóm bất động sản có những cổ phiếu nào. Bất động sản đúng không? Kích vào là sẽ có ngay. Bất động sản hiện nay là vẫn đang những cổ phiếu mà đang đang duy trì tốt. Ví dụ KBC này, Tích uh, này, HAG này, ITA này, HQC uh, này, đều là những D uh, đề đích đều là những cổ phiếu mà mà dòng mid thôi. Nhưng có một cổ phiếu là FLC. FLC khá thú vị khi mà đang đang bắt đầu là trong vùng tăng trưởng và lên vùng dẫn dắt. À, mình nhìn lại đồ thị của các cổ phiếu này nhé. Ví dụ như cổ à, KBC đi, đang ở trong vùng đỉnh mới đúng không? Đang mình vẫn còn có thể tăng được. Dg đỉnh mới, à, hay là dxg, dxs đều là những cái cổ phiếu mà cũng có thể chúng ta cân nhắc ở trong phiên dịch sắp đến anh chị chọn ở đây này. Hoặc là có một cổ phiếu nữa là SCR. Uh, đó. sr cũng tăng tăng cái kiểu hướng như vậy luôn hay là cổ uh, một cổ nữa là bcg nó cũng liên quan luôn cũng đang tăng rất là ổn đó thì đó là với bất động sản ngoài ra thì anh chị có thể lựa chọn cổ phiếu khác thuộc nhóm ngân hàng Ờ, mình cho rằng là nhóm ngân hàng có một cổ phiếu mà nên phải quan tâm rất là nhiều khi mà ngân hàng hồi phục ngân hàng thì có thể là cái trend hồi phục nó sẽ sang tuần sau uh, sau khi mà nhận được thông tin từ phép xong nhưng mà chúng ta cắt một đoạn đi có thể thấy là tiền phong banh này hd banh này otb này stb này đặc biệt là những ngân hàng ví dụ như là tiền phong banh này. tiền phong banh hôm nay tăng lên rất tốt và đang là đóng ra vai trò là kéo cho chỉ số thứ hai là cổ về stb nữa stb bắt đầu hồi phục trở lại rồi mô hình cũng khá đẹp đó là với ngân hàng À, ngoài ra anh chị có thể tìm xem bằng yếu tố chu kỳ hoặc là chúng ta chỉ cần vào cái phần lập danh mục ấy anh chị ở phần lập danh mục này à, chúng ta chọn ngành và sau đó chúng ta lựa chọn thôi với mình thì hiện nay đang lựa chọn những cái nhóm cổ phiếu ví dụ như nhóm về à, mình vẫn à đây quan sát rồi dịch vụ tài chính là quan sát rồi anh chị chọn nhóm thực phẩm đồ uống này masan đúng không ạ bất động sản này à, tài nguyên cơ bản cũng được nhưng mà mình đánh giá sẽ không, không hấp dẫn bằng nhóm bán lẻ và nhóm ngân hàng hiện tại bấm lựa chọn xong thì chúng ta sẽ có lọc ra được ngay một dồ cổ phiếu à, cổ phiếu có thể quan sát ngay là cổ phiếu dg này à, cổ phiếu frc này à, FLC và cổ phiếu frt à, đầu tiên là chúng ta hãy cùng xem qua về dg nhé dg mình thấy dạo này đang đang khá ổn frt là cổ phiếu bán lẻ mà mình đang nắm mấy hôm trước cũng chia sẻ anh chị trong room rồi trong room tư vấn thì lúc nào cũng chia sẻ là chúng ta nên nắm về frt à, đặc biệt là những cổ phiếu bán lẻ ví dụ là mobile world này DG World, frt pet các thứ chúng ta cùng xem về nhận định của DG DG là đã có khuyến nghị mới nhé có thể mua gia tăng luôn là đã khuyến nghị được phiên hôm qua rồi một phiên rồi bây giờ chúng ta vẫn có thể tiếp tục mua lên DG đúng không ạ quá ổn à, đi nền xong giá tăng à, giá tăng đúng không cứ đi nền xong lại tăng giá đi nền xong tăng giá thế đó là đánh, đánh theo đà tăng trưởng thôi thì đó là DG nhé anh chị có thể tham gia mua lên theo khuyến nghị lướt sóng à, còn chiến lược theo xu hướng thì nó sẽ À, quan điểm tạo lập thì có vẻ như chưa tín hiệu đâu nhưng mà dòng tiền thông minh đã tham gia mua rồi thì chúng ta vẫn có thể mua được thôi đấy là khá ổn trong giai đoạn này này về cái khả năng đảo chiều cũng chưa nhiều biến động giá thì có à, về yếu tố rủi ro thanh khoản sức mạnh tài chính ổn nói chung là chúng ta có thể mua được với dg à, ngoài ra thì để xem còn cổ phiếu nào nữa không anh chị cần vào phần lập danh mục nhé chúng ta có thể lựa chọn được ngoài ra thì anh chị muốn vào room tư vấn thì chỉ cần để lại thông tin ở đây các bạn uh, admin bên uh, finasac sẽ đưa chúng ta vào room tư vấn, mình là anh châu phạm nói ra các bạn cũng có thể chọn anh đạt trương, ông huy bùi hoặc anh phát lê và chỉ cần gửi thông tin thôi thì cả uh, thì cả nhà sẽ được đưa vào room tư vấn và chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau về các chiến lược giao dịch cho những phiên tiếp theo nhé. ok đơn giản là như vậy uh, cảm ơn uh, cả nhà đã dành thời gian theo dõi bài video hôm nay uh, xin uh, chúc mọi người một phiên giao dịch đáo hạn thật sự thành công và xin chúc anh chị uh, sẽ có một uh, Um, một kỳ nghỉ lễ uh, không phải kỳ nghỉ lễ mà một kỳ nghỉ của tuần uh, bình yên và vui vẻ uh, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại cả nhà trong bài video lần sau nhé uh, cả nhà nhớ like share và subscribe video này đây là một lời động viên rất lớn dành cho anh em trong đội ngũ của phiên xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.